Xăng dầu đang ở mức giá cao khiến các ngành nghề cần đến nhiên liệu này phải khốn đốn trong tính toán lợi nhuận trong công cuộc mưu sinh. Tuy nhiên, với người dân ở vùng biển Cửa Cạn của Phú Quốc thì cái lo của giá xăng dầu không bằng chuyện nơi đây ghe xuồng rất khó khăn khi cập bờ vì dễ mắc cạn. Giờ ghe cổ đồ khó lòng lắm, khó khăn lắm, mà tới mà thổi đồ ghe phải đậu ngoài, giờ coi ghe coi cổ đồ nó khó làm lắm. Cái làng chài Cửa Cạn này thì mà dân mà làm ăn ở đây cũng gặp nhiều khó khăn lắm. Làm thì nó thất bát lắm, mà giặt giá thì nó lên dữ tợn luôn các thứ. Mà cuộc sống thì thấy nó khó khăn dữ lắm. Đời sống dân làng chài nơi đây vừa lệ thuộc vào thời tiết để ra khơi đánh bắt, vừa phải chạy theo bữa chợ đắc ế. Cá thì có lúc lên lúc xuống tùy theo chợ. Cá tùy theo chợ, có lúc thì vài chục ngàn, có lúc thì mười mấy ngàn, như đợt này có mười mấy ngàn ký với mấy lần. Bữa cũng có bữa kiếm vài triệu, có bữa kiếm cũng một triệu, vài trăm ngàn tùy theo biển. Tùy theo biển ở mùa này, đó là tàu ghe đánh bắt về không thể cập sát bờ vì cửa biển bị bồi lấp. Neo đậu như vậy, gặp lúc sóng gió bất ngờ dễ gặp nhiều rủi ro. Ngư dân làng chài Cửa Cạn nói rằng họ buộc phải nương theo lúc mùa mưa về để dễ dàng cho ghe tàu ra vào bến. Như ghe mà đậu ngoài vô cửa không được. Giờ phải đậu ngoài, giờ sóng gió này phải canh, phải giữ, có khi là mà bị chìm, bị độ nữa. Giờ hao tài sản đồ này nó khó làm lắm, mắc tài sản. Cửa nó cạn, mùa này là nó lấp rồi, mùa nồm này lấp cửa lại rồi. Đi làm mà chỉ động ngoài biển thôi. Chừng nào mà cửa mà nó trời mà mưa không á, mùa nam á, là nước ở trong này nó đạp ra. Trong này đạp ra nó phá cửa thì mình mới vô được thôi, chứ còn mùa này là ghe phải đậu ngoài cửa hết trơn. Nhỏ lớn gì cũng đậu ngoài hết. Ngư dân Cửa Cạn dễ làm ăn khi sự hòa quyện của hai dòng chảy từ sông Cửa Cạn và từ dòng nước biển đại dương. Bữa thì bây giờ lại xuồng vô còn không được nữa, thì ghe mình đâu có vô trong nhà được. Nhà được cái bên sông nào mà vô không có vô nhà đậu được, cái cửa nẻo nó được vô ra thoải mái chứ mà ăn nó mới phát triển lên được. Xóm làng chài Cửa Cạn này cho đến nay hầu hết chỉ có người dân bản địa sinh sống với nghề cá, ngày càng khó khăn. Thì bây giờ mà nói chung á là tôi sống ở đây mấy chục năm rồi, mà cái cửa ở Cửa Cạn này không làm được thì đánh bắt hải sản là thất bại hết trơn. Làm không được đâu, khó khăn làm lắm. Mùa nam là chìm ghe chìm bọng hoài à. Vô ra cửa đó, sống dữ tợn lắm, dòng mà nước cạn mà sống nó bỏ dòi thì chìm. Mùa này là Cửa Cạn nên ghe tàu đành neo đậu xa bờ như vậy. Bên trong làng chài, nhà cửa lụp xụp với thứ tài sản chính của họ là những ghe tàu bồng bềnh theo sóng nước. Cửa Cạn với cuộc sống cư dân bản địa cho đến nay vẫn còn lắm trung chuyên.